Dạ, em xin mến chào các bác ạ. Xin chào tất cả mọi người. Em lên sóng cũng như là test hai đô loa Yamaha đến từ bãi Nhật Bản ha. Nó có màu đen là NS315, được sở hữu hai bát 20, bên trên là loa bát thật và phía dưới là loa bát cộng hưởng nha anh em, cùng với lại một con chép giấy nằm ở bên trên cùng. Phía bên tay phải em là một cái vi tinh chỉnh của loa chép ha. Tổng thể loa còn tương đối là khá đẹp và khá zin xịn anh em ạ. Bãi Nhật mà như đô loa này là có một chiếc e-căng nó xấu nha, nó xấu ở đây. Em bán đô loa này là 2 triệu 200 ngàn đồng là một đôi bên đây. Còn phía bên tay phải em là loa đẹp, thùng đẹp cũng như là e-căng cũng còn đẹp hoàn hảo ha. Là bán 2 triệu 600 ngàn đồng cho một đôi. Nó tình trạng là đẹp, hàng zin xịn hết, hàng sống hết. Em có gắn một con âm ly vô rồi. Tức sự em sẽ test cho anh em nghe một đoạn nhạc ha, nhạc cha 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 và nhạc có lời. Nhưng mà sau nó có một cái tem này anh em. Mặt sau của hai loa nó có một cái tem đây ha. Tem Yamaha màu đen là NS315, công suất là 50W cho một loa đến từ Nhật Bản nha. Đây, Nhật Bản nó nhanh anh em ha. Cái tem nó dính bụi bởi vì hàng Campuchia về em chưa có lau chùi gì mấy. Thế em mới sửa, mới chỉ tu tác sơ sơ, lau chùi sơ sơ thôi là lên sóng cho anh em. Đó, giá là 2 triệu 200 ngàn đồng là đôi bên tay trái em và 2 triệu 600 ngàn đồng là đôi bên tay phải của em ha. Đôi phải thì nó sẽ đẹp hơn một chút. Còn về chất âm cũng như là loa là đều zin xịn như nhau, bao zin bao xịn và đẹp như nhau ha. Như hai đô này hàng đẹp lắm. Đó, nghe nhạc cho anh em là hát bolero là ngọt như mía lùi luôn, là hát ngọt như anh em ha. Rồi trưng bày cũng đẹp nữa bởi vì tuyến loa nó đẹp cả rồi. Và ngay sau đây em sẽ test cho anh em nghe một đoạn nhạc ạ. Sẽ chuyển qua một đoạn nhạc có lời. Hiện tại em chỉ test cũng như là ghép có một cặp loa thôi nha anh em. Đây, em chỉ test một cặp thôi, còn cặp ở đây là để trống này. Đây, nhạc có lời đây. Nhớ lúc trước em anh hay nói rằng trời đẹp xanh như em với anh. Này người yêu em thương mến ơi, anh hãy yêu màu xanh. Con tim không còn
xa. Đừng nhớ nước khi đêm đen kéo đến thật nhanh, vì hôm nay anh theo em đi về trời xanh xa nơi em đang trông nhớ nghe bolero hoặc là nghe nhạc Laudet rất là mùi anh em ạ. Tầm tiền này là mình có thể mua được những đôi loa này hát rất là hay trong tầm tiền rồi. Giá là 2,2 triệu là đôi bên trái và 2,6 triệu là đôi bên phải ha. Các bác quan tâm liên hệ cho em qua số điện thoại 0966 812 781, em ship hàng toàn quốc ạ. Và em xin cảm ơn, xin kính chào tạm biệt.